Tập thể dục đây, thể dục đây, nằm ù lì cả ngày. Thể dục đây, đây 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 này, qua đây này, qua đây, qua đây, qua đây. Đây này con. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Rồi ăn này, ăn đi, mình nhập nước quá đi, lâu nhà mệt nữa. Ăn đây nè, ăn, ăn, chán không? Ăn, 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 ăn. Trời ơi, nó nuốt kìa. Hello, chào tất cả các bạn, chào các bạn với lại Bullet Channel. Hôm nay là tới đợt mình cho tụi rùa nước mình ăn nè các bạn. Thì ở đây là mình có em cổ rắn nè, em rùa lá Matamata nè, rồi trong này là em Ali nè, với lại rùa Common Eat. Thì hôm nay là tới đợt mình sẽ cho cái đám rùa nước mình ăn, sẵn mình quay clip cho các bạn coi ha. Đây đây là đồ ăn mình chuẩn bị cho được nó nè. Đây là cá, cá này mình bỏ tủ lạnh đấy các bạn. Được rồi, không có cá tươi, mình mua 4-5 kg cá này, cá chích 4-5 kg cá chích, cái mình bỏ tủ lạnh. Thì khi nào mỗi lần mình cho nó ăn á, là mình rã đông ra, ngâm nước rã đông ra thì cho nó ăn. Và nếu các bạn làm như mình á, thì ngâm là phải ngâm lâu lâu nha. Cho nó rã đông là phải rã đông toàn bộ con cá, đừng để nó lạnh là nó sẽ bị không tốt cho hệ tiêu hóa tụi nó. Đó, đây là cá. Còn đây là cá chép mồi. Thì cá chép này là mình chuẩn bị cho em rùa cổ rắn với lại em rùa lá Matamata. Trời ơi, sau này nữa. Nói chung là đây là cá chép mồi nên nó yếu lắm các bạn nè, mới mua về mà nó muốn ra đi rồi nè, nó quẹo quẹo. Tụi này người ta sinh sản chủ yếu làm cá mồi nên nó khá là yếu, mình nếu mà để mà nuôi á nó cũng khó sống lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ăn ha. Này các bạn thấy là rất là háo ăn nè, con cổ rắn mình nó ăn rất là đa dạng mồi các bạn. Thích lúc thì mình cho nó ăn cá nè, rồi ăn gián đuôi a nè, ăn cá bảy màu nè, thịt heo nè, ăn thịt gà nè. Nói chung là nó ăn đa dạng mồi. Thì khi các bạn tập cho con bé các bạn ăn đa dạng mồi á, nó sẽ dễ nuôi hơn. Sẵn đây mình có cá mồi á, mình sẽ cho nó ăn luôn để tập cái bản năng săn mồi của nó. Nó nhìn nè, nó nhìn nè, nó bơi theo, nó bơi theo, nó thấy mình đưa mồi nó bơi theo. Nó háo ăn cực kỳ luôn á. Rồi vậy là xong, nó ăn xong hết rồi các bạn. Loáng cái là ăn hết sạch mồi nữa rồi. Con này nó háo ăn lắm. Cứ 2-3 bữa là mình cho nó ăn một lần. Tại nó ham ăn các bạn. Các bạn mình không cho nó ăn nó quậy banh cái hồ lên luôn. Con tao có ốc táo vàng nè. Ốc táo vàng để đó là nó ăn banh ốc táo vàng luôn. Mình thả cá chùa kiến vô để nó chùi rêu á, mà nó no rồi thôi, và nó đói là nó ăn thịt cá chùa kiến luôn. Nói chung này nó khá là dữ. Em này rất thích là đực nha các bạn, sung lắm, sung cực kỳ. Ơi, bây giờ tới em rùa lá Matamata. Em này giới tính cũng đực luôn. Nó đang cười nè các bạn, nó đang cười nè, nó ghe răng nó cười nè. Các bạn sẽ coi nó săn mồi nè. Dòng rùa lá Matamata sẽ săn mồi thụ động. Nó sẽ nằm im, nó chờ con mồi đi ngang qua, nó sẽ hút vô bằng cái họng to lớn của nó. Nhưng mà do con rùa của mình nó sung quá, nó đi nó săn mồi chủ động luôn.
chơi mata đó đi để nó tự động nó mò đi nó săn cá. Bây giờ mình tới mấy em Ali. Ali thì mình phải dùng nhíp chứ không là dễ ra đi ngón tay lắm. Đây là em Ali của mình. Các bạn nuôi tụi này các bạn nhớ che chắn cẩn thận nha, chứ nhiều khi nhà có trẻ con không biết học cho nguy hiểm. Đây đây là em Ali của mình. Dòng Ali các bạn biết rồi, dòng này là dòng săn mồi thụ động, nó sẽ hào không để chờ mồi nè. Đó, các bạn thấy dòng miệng nó còn run không, còn run nhúc nhích kìa. Dành cho những bạn nào chưa biết thì ngoài tự nhiên nó sẽ nằm như vậy, nó hãm miệng nó chờ, và con cá bơi ngang sẽ thấy con cái con run nè, nó nhúc nhích bay vô ăn là nó sẽ khép cái mồm lại. Và cái lực cắn của rùa Ali rất là khủng khiếp, khi bị nó cắn thì con cá rất là khó khả năng sống sót. Em này khả năng là đực cao các bạn, gốc đuôi rất là to nè. Dòng Ali thường là nó săn mồi thụ động, nghĩa là nó chờ thôi, còn riêng em này là rất là sung nha. Đây mình sẽ cho các bạn coi. Come on baby, y như come on eat luôn đó. Ấy trời trời ơi, nó lẹ quá, mình đang tính dụ nó xíu cho vui. Mày đừng hòng, mày đừng hòng. Này các bạn coi nè, nhìn như con commonit luôn. Ly thường nó không có sung gì đâu, không có bơi dữ gì đâu. Đó. Qua đây. Như là kêu gọi chó luôn à. Đi. Gì trời, tới hồi cho ăn rồi. Các bạn cho tụi nó ăn là các bạn phải dùng nhíp nha, không nên dùng tay nha. Nhìn nó vậy thôi nhưng nguy hiểm lắm, nó phóng cái đầu ra là ngay tay mình liền á, nên phải dùng nhíp. Đây là mình đang sử dụng nhíp dài 30 cm nè, mà lâu lâu nó táp vô cái nhíp là nghe cạch 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 luôn á. Một em, một hai ba, cho thêm con nữa đi, cho ăn nhiều cho mau lớn. Tập thể dục đây, thể dục đây, nằm ù lì cả ngày. Thể dục đi, 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 đây 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 này, qua đây này, qua đây qua đây qua đây, đây này con, qua đây. Đây đây nè, nó trời ơi, nó táp cái trời nó ức luôn, quá kinh khủng. Rồi khẩu phần em đó là 3 con đi qua em này. Em này cũng là rùa Ali luôn, này hoàn hảo đấy các bạn, mai cao móng full, đuôi dài còn nguyên luôn nè, đầu gai góc. Để bữa nào mình bế ra cho các bạn coi, con này nó nhát hơn con kia, mình bắn ra vậy nó sẽ nhát nó bỏ ăn. Em này thì do nó còn nhỏ nên mình cho nó ăn cá là mình phải cắt ra nè, cắt cái đuôi nè để cho nó, thêm cái này nữa cái đầu. Cái con nhóc này cứ ở đây. Thì tùy con rùa, có những con rùa Ali nó dạng như con mới rồi, còn đa phần nó sẽ nhát như này nè, size nó nhỏ là nhát hơn nữa. Thì các bạn cứ kiểm tra sức khỏe nó bình thường ổn, thì các bạn cứ mặc kệ nó, khi nó ăn thì cứ giục nó ăn vậy, tự động hồi nữa nó sẽ bò lại nó ăn. Có thời gian các bạn cầm các bạn dụ nó, tập cho nó quen nó dạng, còn không có thời gian thì giục như vậy cũng được, không sao hết. Và những em rùa mà nhát thì các bạn đừng tương tác nhiều nha, tương tác nhiều quá nó chết luôn á, nó bỏ ăn à. Rồi để đi. Và đây đây là con chó điên của mình. Ôi, cái gì vậy trời, hú hồn hà.
được không? Chà. Dạ. Đó. Cái này mình chỉ cần sượt cái là bập liền. Đây đây là em common với mình nè. Em này mình giới thiệu các bạn nhiều rồi ha. Thấy đầu nó gai ghê không? Gai quá chừng là gai. Mai vàng luôn. Lâu rồi mình không chà thì nó hơi lên rêu xíu. Đó, trời, nó vàng. Em này là cái thùng rác của mình. Thì cứ đồ ăn của rắn nè, của ếch nè, của rùa khác nè, nói chung là đồ ăn nào dư á, thì cứ dục vô là nó ăn hết. Trời, nước dằn này người ta rồi. Cho tụi kia ăn mà dư á, dục vô là nó xử lý hết. Đây là thùng rác sinh học của mình á. Còn nó hiếu động gì rồi. Thiệt tình. Em này giờ thì size cũng hâm mấy rồi. Đây. À. Trời ơi con này khỏi nói về độ nhau luôn. Khỏi nói về độ nhau luôn. Trời ơi nước chăng. Trời ơi. Mày quậy quá, hỏi tao lau nhà đuối luôn. Đây là cách mình cho tập thể dục đó các bạn. Đó. Đó. Cho tập bơi. Chứ con ít mà các bạn để cho nó nằm một chỗ hoài á, nó béo ú, nó xấu. Mình thấy miếng rùa mà béo xấu chán. Rùa phải ốm ốm đó, nho nho vậy nè. Đó, 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 qua đây, qua đây, qua đây. Đó. Rồi, tao lau nhà đuổi luôn, con quỷ. Đó. Thêm dòng nữa, thêm dòng nữa, thêm dòng nữa, thêm dòng nữa, thêm dòng nữa. Đó, đó, ít, ít, thêm dòng nữa. Đây nè. Đây, 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 đây. Trời ơi. Nó nuốt chậm con cá luôn rồi. Nhìn nó hai vải. Thêm con nữa nào. Ui 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 nó phá kìa. Ui trời nó phá kìa. Qua đây 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 qua đây. Ui dồi ôi. Rồi ăn đây nè. Ăn đây. Ăn đi. Mình nhập nước quá đi. Lâu nhà mệt nữa. Ăn đây nè. Âm. Âm chán không? Âm 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 âm. Trời ơi nó nuốt kìa. Tụi này cái nó ăn á, các bạn lựa cá vừa size thôi, đừng có lấy to quá. Nếu cá to quá các bạn cắt đôi ra cho nó ăn thì nó sẽ nuốt trọng vậy, nó đỡ dơ. Có bạn đưa một con cá bự các bạn giục vô là nó xé một hồi nát ra để nó ăn á. Cái thùng thấy gớm luôn á, tanh rinh luôn á. Hai con thôi, em này mình cho ăn hai con thôi. Tại vì mình mới cho nó ăn thịt á, mình cho cá ăn dư cục thịt á, mình dục cho nó ăn rồi. Tụi này mình không thích cho nó ăn nhiều nó béo ú, nhìn xấu lắm. Nó béo ú nó làm biến vận động á, nó lười rồi nhìn chán lắm. Nhìn vậy nó mới vui nè. Vậy nó mới tăng động. Rồi, con này phải đậy lại liền, không có thả ra được. Cho ăn hai con nữa. Rồi, trời con này vẫn chưa ăn nè. Đúng ra cho con rùa Ali khủng long của mình ăn rồi. Đây là em rùa Ali mình nuôi cũng lâu rồi nha. Em này giờ 3x rồi, size này là cũng tương đối là nhìn rất là đã. Đầu gồ ghề nè, gai góc quá chừng luôn. Mai cao, đuôi cao lên sọc như đuôi cá sấu á. Đúng với cái tên là rùa Ali mà. Rùa alligator, rùa cá sấu. Nhìn nó mang lại chúng ta cái vẻ gọi là cổ quái, nhìn nó dị dị nha, nhìn nó dị dị, nó giống như trong mấy bộ phim giả tưởng á. Nhìn như mấy khủng long thời tiền sử á. Mình khoái cái vẻ của rùa Ali này, nhìn nó đẹp. Em này thì lớn nhất nên mình sẽ cho nó ăn nhiều chút. Và tụi này thì mình làm biến ngồi có nó ăn lắm. Tại nó cứ thả 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 mình nó cũng nhát nữa. Mình thôi cứ giục đi đi. Đó. Tự động hồi nó ra nó ăn à. Không cần phải đợi chứ. Cái này.
Mình đang tính vô để quay coi em này ăn nè. Nhưng mà lúc mình ra, nãy lúc mình ra mình quay em Ali bấy xe to mình ăn á, thì trong này nó lụm luôn cá rồi. Tụi này nó vậy á, nó nhát nhưng mà nó không có kén ăn đâu. Các bạn cứ quăng nặng cho nó, xong rồi các bạn nếu mà nó ăn á thì đút cái này cũng được, không mà bận á thì cứ giục đó tự động ra nó ăn à. Nói chung nuôi Ali cũng nhàn, vậy là không kịp quay nó ăn rồi. Thôi đến ngày sau mình quay lại cho bạn coi hen. Thì clip hôm nay là cái đợt mình cho đàn đầu đứa của mình ăn, em của rắn Mata với Ali Common gì đó. Cái đợt nó ăn thì mình sẵn mình cũng quay cho bạn coi. Thôi bây giờ mình dừng video tại đây nha. Các bạn nhớ cho mình một like, share, đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha, để mình có video mình sẽ đăng lên cho các bạn coi nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye bye.